Rồi tới công chuyện luôn. Lâu hả? Đúng rồi. Rồi thì mình ngồi xíu rồi chứ. Làm gì bữa nay có uống nước ngọt. Nói chung là bữa nay là anh em ở nhà không mà. Nay sao uống nước ngọt được. Đây là chợ đêm Game World của World Cup nha anh em.